Chào mọi người nhé, mình vừa mới sửa xong được một chiếc cạc 1660 của tàu mọi người ạ. Mình đang gắn ở kia để mình test. Cạc đấy là của bạn ở Phú Thọ. Còn đây cho mọi người xem, nó bị lỗi thì cũng không nặng, mất nguồn và sau khi xử lý thì 2060 mọi người ạ, 2060 super. Như vậy là con này mới phết mọi người ạ. Benchmark thử mọi người nhé, xem được bao nhiêu điểm. Video này thì mình sẽ sửa chiếc này. Một rách HD mới đi chập chờn, bật máy lên một lúc quạt cạc kêu to là rụng mọi người ạ. Bạn dùng từ rất là hay nhá. ARO hình như con này là 1050 hay sao ạ? Mình nhìn kiểu giống 1050. À cũng 1660 nha mọi người ạ. 1660 ARO 6GB. À thôi mình sẽ power vô, mình sẽ benchmark được con này. 8GB mọi người nhá, chứ không phải 6GB đâu. Samsung. Vừa mình nhìn đúng là Samsung ấy. Vera mà 8GB. 8GB và DDR6. Vậy nhưng khá mạnh mọi người nhá. Rồi vào BIOS lại con này. Mình chưa sửa nhiều 2060 đâu, nhưng 1660, 1660S thì mình sửa khá nhiều. Đây, màn hình nó đang nhảy sang bên này, xong loại sẽ nhảy lại sang bên này. Đó. Mình sẽ lưu lại là 2060 của cho con này hãng gì ấy nhỉ? Con này của tàu mọi người ạ. Con này hãng gì nhỉ? Để mình xem lại xem nó hãng gì nhá. Nó chả có hãng đâu mọi người ạ. Nó chỉ là RTX 2060 thôi. Của tin học ngôi sao. Của tin học ngôi sao mọi người ạ. Trang tin học ngôi sao ở kia. Và cái biểu tượng cái quạt này là của hãng gì nhỉ? Có hình có hai cái đầu, hai cái mũ của chiến sĩ Hy Lạp hay Ai Cập gì đấy mọi người ạ. À, mình cứ lưu là 2060 tàu nhé. Tàu. À. D6 8GB Samsung. Như này thôi, lưu như này thôi mọi người ạ. Chả biết là của hãng gì. Rồi benchmark thử xem xung Vera bao nhiêu nhé. 1750 thì sẽ bút lên 3000 à, 3000 nhân 2 lên nữa là thành 6000 à. 8GB ấy mọi người ạ, cao thủ ghê. Xem thử xem mà. Nó bị mất cái lệnh mở nguồn cho RAM, nên đang chạy thì nó sụp mọi người ạ. Khi mình ghim điện vào ấy thì đã ăn dòng đủ, nhưng mà chỉ chạy khoảng độ 5 giây thôi là nó mất nguồn và nó sụp mọi người ạ. Thử xem mà nó có ok không. Lâu quá nhỉ mọi người nhỉ. Thôi kệ nó nhá, mình sẽ tiếp tục sửa con này. Chạy một lúc quạt rú lên là rụng các bạn ạ. Như vậy bệnh của con này nhá, HDMI chập chờn thì khả năng là mình sẽ xịt GP7 vào đây sẽ là ok. Đấy, còn lại bệnh bật máy lên một lúc quạt kêu to là rụng, tức là đang chơi thì sập, đại khái lôm la như thế, đang chơi sập quạt rú to. Mình sẽ pause video để mình mở cái lớp băng keo cho em nó nhá. Xung với RAM là 7000 mọi người ạ. Cũng giống như cái con cũng giống như những cái con đấy mọi người ạ, cũng giống như những cái con mà mình vẫn hay sửa 1660. Khả năng là xung của D6 cố định người ta hay để là 7000 mọi người ạ. Còn video này sửa con này. Giờ mình sẽ xem kết quả benchmark con này như thế nào nhá. Con này cũng buôn bán qua nhiều người mọi người này. Bảo hành 3 tháng này,
của HQ Computer này. HQ không biết là của ai mọi người ạ. Tem mở đi vẫn còn nhá. Nhưng mà mình thấy mấy cái tem mày tháo ra đảo nhau rồi này. Thì mình nghĩ tem mày cũng là tem giả thôi. Cũng chả phải tem thật đâu mọi người ạ. Người ta in cái tem mở đi này dễ không mà. Không khó. Bây giờ mình tiếp tục tháo. Hơi nóng rồi mọi người này. 79 độ liền. Chắc 2060 nó nóng thế mọi người ạ. Ở bên này thì mình đã mở chiếc này ra rồi. Chắc ghê. Đó. 1660 của mới đi mọi người nhá. Một 660 ARO. Coi kia lên 81 độ rồi. Như vậy là nó khá nóng. Bây giờ mình lại tiếp tục tháo cả cái này nữa. Tối qua mình thức muộn sửa mấy con bên cổ mọi người ạ. B75 Z68 khá là bụi, mình sẽ đi vệ sinh nó. Quạt quay to rồi này mọi người này. 82 độ nhá. Nóng kinh. Đi vệ sinh cho đã mọi người ạ. Kết thúc rồi mọi người ạ. 2060 sẽ được khoảng độ gần 3000 điểm ở chế độ 8K mọi người nhá. 2060 Super 8G. Gần 3000, 2978 điểm, 8K. Mình chắc là con i7 4770K nhá. Còn lại những cái con mà chip cao hơn thì khả năng là điểm nó còn được cao hơn nữa. Rồi, tiếp tục quay trở lại sửa con này. Rồi mới vào vấn đề chính mọi người ạ. Như vậy mới buổi sáng là cứu được một chiếc 2060S rồi. Con này kim điện được 1.04 này. 1.04 thì có khi là nó tương đối đủ ấy nhỉ, nó đủ nguồn ấy. Kiểm tra qua đó mọi người ạ. 1.8 này, 1.8 ok này. 1V này, được 0.99 cũng ok. RAM này 1.55. Ôi mình nghĩ bọn này chỉ 1.3 mấy thôi chứ nhỉ, 1.55 là hơi cao. 11.86, 12V. Bị sụt áp à? Bị sụt áp mọi người ạ. Một nguồn V-Core à, có rồi, 0.81 mọi người ạ. Nguồn 5V vẫn đủ 5V. Thôi mình sẽ chờ một lúc xem mà nó có sập trước thì không thì mình sẽ tiếp tục sửa chữa nhé. Khả năng lỗi ở đây mọi người ạ. Đây này, nguồn 5V của nó nhé. Đấy, vừa nãy mình đo là 4.4, bây giờ đang sụt dần này. Ở đó sụt dần mọi người này. Đó. Là tụt đến một cái thời điểm ấy, mất nguồn rồi này mọi người này, mất nguồn rồi này. Nó tụt đến một cái thời điểm này. Mất luôn rồi mọi người ạ. Đây còn 3.49 này. Như vậy lúc đầu thì đủ 5V, nhưng mà chạy một lúc thì bắt đầu nó tụt dần đấy nha, tụt tiếp này. Thoại mất này. Mình coi lại nào, mất luôn rồi mọi người ạ. Đây vẫn được 3.49 này, 12 này, 11 này. Đấy, nó cứ tụt dần nha mọi người ạ. Thì lỗi cái này thì một là IC lỗi, hai là hồi tiếp lỗi. Mình đã kiểm tra xem IC hay hồi tiếp lỗi nhá. Mình đã thay thế một số linh kiện mọi người nhá. Và giờ mình ghim điện này. Đó, giờ ngoan 1.07. Đo lại nguồn 5V nhá mọi người nhá. Được 4.98, 4.97. Cái que đo nó không tiếp ấy mọi người ạ. Đó, 4.97. Và nó đứng im mọi người nhé. Nó không được nhảy xuống như vừa nãy nữa. Rồi ok, bây giờ mình sẽ gắn thử máy treo. Con này phải treo lâu một chút mọi người ạ. Như vừa nãy thì tính cả thời gian mình kiểm tra đo đạc các thứ nó rơi khoảng độ 5 phút. Thì bây giờ mình sẽ dùng nó để làm việc một thời gian. Và rất có thể cái nguyên nhân cái cổng HDMI này bị chập chờn mọi người ạ. Lý do ấy là cái nguồn 5V nó sụt như vậy thì nó cũng tác động đến cái cổng HDMI này mọi người nhé. Nhưng mà mình vẫn xịt R7 vào đây rồi. Hy vọng nó sẽ ok. Và giờ mình sẽ ghim cho vào máy mình. Đấy, thực hiện benchmark. Nếu đang benchmark nó sập thì chứng tỏ là mình vẫn chưa sửa ok. Và khả năng mình vẫn được tiếp tục sửa mọi người nhé. Còn nếu mà đã chạy ok thì mình sẽ treo nó thêm khoảng độ là 3 tiếng.
là có thể là tự tin là nó sẽ ok mọi người ạ. Mình đã gắn lại gạc nhá, và mình gắn luôn HDMI nhé mọi người nhé, xem thử xem có nhận HDMI không, hay là HDMI các bạn vẫn bị chập chờn. Vừa mới tháo một 2060 ra rồi mọi người ạ. Và Manager xem thử xem mà nhận Vega chưa. À, chết rồi, mình cắm chưa nhỉ, mình chưa cắm 6 pin mọi người ạ. Mình vẫn chưa cắm 6 pin ở đây, à 8 pin vào đây mọi người ạ. Thảo nào cảm giác nó cứ thiếu. Tắt rồi này, cắm 6, cắm 8 pin vào nữa này. Ok, mở lại này. Mình cũng thấy nó chưa nhận đâu, nhưng mà nếu nhận khả năng cao nó sẽ báo lỗi chấm than mọi người nhé. Manager này 1660 đã nhận này. Ồ, HDMI vẫn chưa ăn mọi người ạ. Hay vừa nó đang nhận mình tắt đi nhỉ, nên nó bị thế nhỉ. Đây, chưa ăn đâu mọi người ạ. Có khi là vừa nãy nó đang nhận dở ấy mọi người ạ. Mình lại bấm quạt đang quay mà chưa nhận đâu, chưa nhận BIOS này mọi người này. Cái đó mình phải rút ra mọi người ạ, rút ra Ultra Disable đi được không, Unlevel lại đó. Nhận nó đấy mọi người ạ, nhận ok nhá. Gặp cái tình huống này mọi người thử Disable xong Unlevel lại nhé mọi người nhé. Kiểu như vừa nãy nó đang nhận dở thì mình shut down, thế là nó lỗi mọi người ạ. Đó, nhận ok rồi mọi người này. VRAM Micron, VRAM là Micron này. Và đúng của mấy đi nhá, lưu vào tài luôn. Ô, con này D5 mọi người nhá. D5 thì bình thường thôi, không sẽ không khỏe bằng D6. Nhồi HDMI nhận ok này. Mình lưu rồi. Con này là 1660 của MSI. Con này là MSI này. 1660 này. D5 này. VRAM là Micron này. 1660 này là bản AE RO A 1660 5 trừ cái gì chứ mọi người ạ, A 1660 05. Ok, đã lưu xong mọi người nhé. Rồi bây giờ mình đã xuất qua màn hình này, bởi HDMI đã nhận ok rồi mà, xuất qua màn hình này nhìn cho nó thuận mọi người ạ. Mình đã đặt mua cổng chuyển rồi, một vài hôm nữa cổng chuyển sẽ về, mình sẽ có cổng chuyển. Cái màn hình này của mình thì chỉ có nhận được DVI với VGA thôi. Mình sẽ đặt cổng chuyển về để xử lý nó, để nó nhận cả HDMI nữa.
benchmark mọi người nhá. Sau khi benchmark thì treo lâu lâu một chút là sẽ ok. 8GB là hơi vượt, để 4K thôi, 8K thì hơi vượt hạn mức một tí. Lâu lâu nó lại lên được cái video sửa những cái con 1660, 2060 mọi người ạ. Con này mình đã sửa ok nhưng mà đang bị lỗi lại mọi người ạ. Cho nên là mình sẽ tiếp tục sửa nó. Nguyên bản con này là bị lỗi mất nguồn RAM, mất nguồn 1.0 mọi người ạ. Xem thử có mát không mọi người nhé. Cũng khá mượt đấy mọi người ạ. Cái dòng 1660 này chạy với RAM D5 thì nó không nóng bằng cái bọn 1660S. Thông thường mình thấy nó mát hơn nhiều mọi người ạ. Mọi người mua có thể cân nhắc mua cái dòng này nhé. Nó sẽ bền hơn, mình nghĩ nó sẽ bền hơn bọn 1660S hay 1660 Ti. Bởi vì cái lũ đấy là nó chạy D6, hiệu năng nó cao hơn nhiều. Nhưng mà ngược lại nó sẽ bị nóng, khi mà nó max setting nó sẽ bị nóng. Con này vừa mình cảm giác bị khựng nhẹ một cái, không biết mọi người có để ý không. Đấy, khựng tiếp phát nữa rồi mọi người này. Hay là vẫn chưa được nhỉ? Nếu mà chưa được thì chạy một lúc tí nó sập mình biết ngay mọi người ạ. Quạt rú ầm lên ngay. Chạy lúc bị khựng khung hình mọi người ạ. Mát mẻ phết, có 72 độ mọi người ạ. Nhưng mà thi thả mình thấy bị khựng khung hình, không biết có bị làm sao không. Thôi cứ treo đi, xử lý một vài công việc khác nữa mọi người ạ. Mình còn rất là nhiều báo cáo ở cuối năm. Được 4.286 điểm. Nhiệt độ có 72 độ, quá là mát. Nếu như mọi người không thấy phần sau của video thì mình sẽ kết thúc sửa chữa tại đây. Mình đã sửa thành công một chiếc 1660. 1660 của FSI. Bản IRO 1 fan. Với cái lỗi là nguồn 5V bị sụt dần, sụt áp dần dần, sụt từ từ mọi người ạ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh của LiveC. Nếu thấy vô hữu ích hãy like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Chào tạm biệt các mọi người. Chúc mọi người một ngày vui.